chào tất cả các bạn, chúng tôi đã có mặt tại Cẩm Giàng, Hải Dương. Và đây là cái khuôn viên khu đất mà chúng tôi sẽ khảo sát thiết kế cho gia chủ. Thì sau đây xin mời các bạn cùng ngắm khuôn viên này nhé. Thì trước đó thì tôi muốn giới thiệu qua các bạn một chút là chiều sâu của công trình. Đấy, từ cái hàng gạch này đi sâu vào xuống kia thì là bao nhiêu mét anh? 18 mét. 18 mét. Còn chiều ngang của công trình là từ đây tới đó, hàng gạch này đổ vào bên trong cái nhà kia là bao nhiêu ạ? 13 mét. 13 mét, đúng không ạ? Đó. Đây, cái vị trí bắt đầu là từ cái tường, mép tường này các bạn nhé. Đổ ở trong là cái kia là cái công trình nhà cấp 4 cũ của gia chủ, thì sẽ vẫn để lại cho bố mẹ anh ấy. Chúng ta cùng vào bên trong. Hóa đứng đây quay thì cũng được này. Đây là đường khu đất. Khuôn viên đi anh xem cái đường điện mình nước rồi nhé. Vâng. Khuôn viên khu đất bên trong là một cái ao sen với rất là nông, với giờ diện tích mặt nước chỉ có 50 cm thôi. Còn phần bùn thì tí tôi sẽ chọc cho các bạn xem là bao nhiêu mét. Đây là phần phía ngoài đường. Mời các bạn cùng nhìn xem, đây là phía ngoài đường chính của gia chủ, ngay tại một cái sát một cái ngã ba. Sau đó sẽ đập hết cái tường đi cho nó chính hướng về đây. Ba, bạn nhìn thấy. Khu đất như anh đã chỉ là góc bờ tường này. Còn đây, ranh giới ở góc bờ tường cắt vào, các bạn nhìn thấy đây. Góc bờ tường cắt vào đây. Đây sẽ là ranh giới khu đất. Ao sen, diện tích ao sen rất là đẹp. Đây, rất nhiều hoa sen. Rồi, tôi cùng đi vào xem diện tích bên trong gia đình các bác như thế nào nhé. Chúng ta sẽ vòng ra khu vực bên trong. Rồi, đây là diện tích phần bên trong của khu nhà. Đây có phần mặt vào tầm xem là bao nhiêu phần. Mặt tiền 25 phần. Rồi, chúng ta cùng đi vào khu đất qua lối nhà bác. Để đi vào. Đây là cái khuôn viên này, các chú tính giữ nguyên. Đây là cổng nhà bác. Bác từ đằng sau rồi thôi. Dạ. Toàn bộ nhà của bác là giữ nguyên đấy. Đi lối này vào thì chào bác. Đây là mời các bạn cùng xem. Đây là phía đi vào phía cái ao vừa nãy tôi muốn giới thiệu với các bạn. Đây. Đấy là chiều bên dưới, còn đây là chiều bên trên đây. Sẽ đến thẳng cái móng nhà này là 13 mét. Đến tận móng này luôn. Tức là đất của anh ấy sẽ từ từ đây đúng không bác? Từ cái móng này. Từ đây. Từ cái tường này chứ. Không, từ đây. Từ cái móng này đến cái bờ tường đấy là 13 mét. À, tức là anh ấy sẽ xây sát đây luôn được. Không. Không có sát ở đây cũng được, nhưng mà là đây nó làm sân. Đây làm sân. À rồi rồi, cháu hiểu. Nghĩa là nhà là bây giờ là xây mét đằng kia. Nhưng mà hai nhà sẽ thông nhau luôn. Thông nhau. Và đây là đây là đây thông. Đây nó là hướng tây. Cửa mở hướng chính kia. Hướng tây. Hướng tây. Chính tây à? Chính tây. Nghĩa là phòng khách nó cho ra mé đằng này. Đây anh Hóa quay ra ngoài này. Đấy. Cái đất này thì đang là hiện trạng là đất gì bác? Đất ao đấy. Ao. Ao sâu không? Ao không sâu. Ao lông lắm. Đây bác tham khảo là cái 8 mét. Đây là các bạn có thể thấy đây là khu vực đằng sau. Thì, ao này là ao thôi. Ao này sâu không bác? Lông, ao này có 40 phần nước. Đây là trồng sen. Cũng cả bùn nữa bạn, sâu phết đấy. Giới hạn là đến giới hạn. Đây là đến đằng sau này. Đầu kia đến đây là 18 mét. À, cứ đo lại là 18 mét là hết đất mình. Hết đất mình. Còn từ đây vào đến đây là... Thế là vuông chứ là... Vuông. Gần như vuông. Vuông. Gần như chính nhật. Chiều 18 mét, một chiều 13 mét. Đây là khu vực... Phía đằng sau. Này làm này đẹp, ngay gần ngã ba. Bên kia là của người ta. Rất bên kia của người ta. Các bạn có thể đây là một phần vườn, mai ngày kia gia chủ sẽ tiến hành bơm cát vào. Thì giới thiệu các bạn, đây là cái bờ tường vừa nãy mà anh Lương đã giới thiệu đến các bạn, chính là ranh giới của khu đất. Và đây là vườn sen rất là đẹp.
đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Khu vực nhà bác. Đây các bạn nhìn thấy chiều tôi đang đứng để quay về hướng đây là chiều dài của khu đất với diện với chiều dài là 18m. Và dạ. Bác bảo là làm cái cửa chính tránh cái mái nhà bên kia ra nhỉ? Vâng. Tí phải bay. Tí phải bay máy bay mới nhìn được. Còn em biết rồi. Từ cái máy quay này vào đến chỗ bên trong là 13m nhé. Thì bác là sẽ chúng tôi sẽ thiết kế cho là tránh có yếu tố phong thủy và sẽ cửa chính khu vực xây dựng sẽ tránh cái mái nhà đây, mái nhà các bạn đang nhìn thấy khu vực cái ra sẽ chính tránh khu vực cái ra. Còn đây gia chủ sẽ bảo là thiết kế nhà bắt đầu từ góc này, đây là góc đất, cho các bạn xem góc đất. Đây sẽ là góc khu vực xây dựng góc nhà chính là vị trí này luôn. Rồi. Là khá là vuông. Còn đây là khu vực ở bên ngoài thì vườn sen rất là đẹp. Rồi tôi đây tôi cho các bạn nhìn đây là gia chủ chúng tôi sẽ thiết kế là cách cửa chính của ngôi nhà chuẩn bị thiết kế là sẽ tránh cái khu vực nóc mái nhà này ra. Đấy, không được đợi cho đâm vào cửa nhà chính. Rồi. Rồi, vậy là tôi vừa giới thiệu với các bạn quy trình khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato khảo sát thiết kế tại Cẩm Giàng Hải Dương. Thì nếu các bạn đang có nhu cầu về thiết kế xây dựng một ngôi nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế thi công cho các bạn mẫu các ngôi nhà theo đúng ý thích của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ về mẫu nhà và quá trình khảo sát thiết kế của công ty chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.